từ xưa ngày nay người ta thường lấy khoa học ra làm thước đo mọi thứ giá trị như vậy chủ nghĩa khoa học có phải là đúng tuyệt đối không ừ. à, thưa với quý vị đó nếu như quý vị chịu nghiên cứu về lịch sử của khoa học đó, thì sẽ biết là khoa học là một quá trình chứng minh cái thằng mình vừa vừa chứng minh ở đằng trước là sai thí dụ như anh này anh chứng minh cách đây rất là lâu À, từng có một thời sao? À, từng có một thời người ta chứng minh là cái cái tương cái cái tương cà đó tương cà có thể chữa được rất là nhiều bệnh. thí à, dụ như là uh, chữa đau bụng, thậm chí là chữa cả cái um, uh, ung thư. Uh, nó gọi là cái cái sốt cà chua đó có thể chữa được rất là nhiều bệnh và thậm chí người ta bán những cái tuyếp sốt cà chua ở trong những cái tiệm thuốc tây quý vị có nghiên cứu lịch sử quý vị sẽ thấy nhưng mà mãi sau này người ta mới nghiên cứu và thấy là cái chuyện đó là cái chuyện tập bậy thấy chưa à... thành ra đó trong cái quá trình lịch sử có rất là nhiều những trường hợp tương tự như vậy mà bây giờ mình lấy cái khoa học ra làm thước đo thì sau này người ta sẽ có chứng minh cái thước đo của mình là thước đo tầm bậy ngay cả cái chuyện mà sư nói gần nhất nè mới mới nghiên cứu gần đây thôi nè là trước đó người ta nghiên cứu là nếu ăn nhiều trứng gà đó Thì nó sẽ có hại à, Ví dụ như là cholesterol nhất là đặc biệt ăn cái trọng đỏ trứng gà Nhưng mà cái nghiên cứu mới đây năm 2020 Người ta nghiên cứu và người ta chứng minh rằng Không có cái sự liên hệ rõ rệt nào Giữa các cái bệnh tim mạch và cholesterol của trứng gà Trừ khi anh ăn trứng gà sống á Thì nó mới có bệnh thôi Còn trứng gà chín á anh ăn một ngày 10 trái cũng không sao hết người ta đã nghiên cứu à, dựa trên rất là nhiều những thí nghiệm trên cơ thể người như vậy có nghĩa là trước đó những kiến thức mình đã biết về cái trứng gà bây giờ người ta chứng minh là mình biết sai thì như vậy thì cái khoa học đó là như vậy đấy là cái anh sau anh sẽ chứng minh là cái anh trước anh sai như vậy thì quý vị lấy cái gì mà quý vị dùng nó làm thước đo mọi thứ giá trị. Cái thứ hai, nếu như mình nói duy khoa học thì uh, theo cái chủ nghĩa duy khoa học á thì chỉ có những con người có cái gen trội thì mới nên di truyền thôi còn những người có cái gen xấu uh, thì không có nên di truyền như vậy có nghĩa là nha nếu như mà cái gen của mình xấu là không được kết hôn nha mà nếu mà kết hôn á, là phải do gen chứ không có do cái chuyện mà tình cảm yêu thương nhau chuyện đó dẹp thuần túy là khoa học lúc đó không có tình cảm không con người không nhân quyền không gì hết nha anh gen tốt thì anh mới có quyền duy trì nội giống thôi và quý vị có biết cái chuyện đó đã xảy ra vào thời kỳ đức quốc xã không phát xít đức họ làm cái chuyện đó rồi đó nha à, và đó là nhân danh khoa học và bây giờ người ta gọi đó là những nhà khoa học điên tức là sao khoa học á mà nó không có xét về cái mặt đạo đức thì cái khoa học đó không dùng được mà nếu như dùng cái chủ nghĩa duy khoa học á, là người ta phải dẹp cái đạo đức qua một bên khía cạnh đạo đức phải dẹp qua một bên thì cái khoa học của họ đó nó mới gọi là cái công tâm đó là cái vấn đề của khoa học à, thành ra nếu mà quý vị dùng nó làm thước đo là phải coi chừng còn à, trong đạo phật thì dùng cái gì làm thước đo dùng giá trị đạo đức làm thước đo dùng cái khả năng kiềm kiểm soát bản thân lập thước đo dùng cái khả năng trí tuệ nhận thức được vấn đề làm thước đo thì cái thước đo đó theo sư thấy nó an toàn hơn ừ. thì trong cái câu hỏi nó rõ rồi người ta thường người ta thường thì mình nói cái đó là thế gian mà đánh giá vậy thôi còn cái trí tệ khoa học đó, cái trí tệ của khoa học á, sự tổng hợp và cái sự nghiên cứu mài mò nhưng mà thí dụ bây giờ ông anh bé ông anh thanh đi ông chết rồi giờ ông đầu thai trở lại là người ông còn nhớ không ông còn nghiên cứu được nữa không nhưng mà mình phải hiểu mình tu tập mình chết mình đầu thai lại trở lại là mình tiếp tục mình tu tập nó giữ ba la mật mình nên nhớ một điều cho nên trong khoa học nó không phải là thước đo tuyệt đối à, khoa học chỉ tương đối thôi hồi xưa ta nói trái đất hình vuông hình gì ông Galilei ông nói trái đất hình tròn bị treo cổ vì nó phá tan hoàn toàn cái cái thuyết đó cái thuyết ông ông Galile, ông đưa ra cái, cái thuyết trái đất hình tròn cái nó phá tan hoàn toàn cái nhận định của nhân loại lúc đó bây giờ xong rồi cái bây giờ ai nói trái đất hình tròn là tầm bậy luôn à, hình tròn không có hình tròn chứ đất hình tròn đâu thì mới mốt người ta nghiên cứu lên nữa là trái đất hình tròn chẳng qua vô nó phản chiếu cái gì đó mình mới thấy hình tròn giống mấy hình khác nữa là thôi luôn á có nghĩa là bây giờ đó có cái chuyện khi mà khoa học càng ngày càng tiến bộ nó nó lại gì nó lại đạp đổ cái thằng cũ nó lại đạp đổ cái thằng cũ à, đâu ra nó thương nghe một cái cái chuyện làm cái tiết tương đối của newton á đâu đó là bây giờ bị phản bác À, bây giờ họ đang chứng minh thuyết tương đối Newton là tầm 7 Nghe kể cái thuyết uh, của Darwin nó thuyết uh, tương hóa. Thuyết tương hóa của Sai hết rồi. Thì hỏng á là cái trước nó muốn chứng minh được đạp đổ cái sau. Nhưng mà về uh, phà... à giờ đạp Phật cũng có cái đó. Đặc... Nó hỗ trợ tương hỗ nhau tất cả. Nó hỗ trợ nhau nó bây giờ tôi bố thí không lẽ mình chỉ giới là mình đạp bố thí <laughs> đâu có đâu càng cái, cái này hỗ trợ cái kia hỗ trợ nhau để tu cái giáo lý đức phật không bao giờ có sự mâu thuẫn cho nên nó tóm lại á cái trí tuệ của khoa học là cái trí tuệ giống như là mình nói thế năm na là à, tột đỉnh của nhân loại của phạm phu nhưng mà cái trí tuệ phật giáo là cái trí tuệ của thánh nhân nên giáo lý giáo pháp của đức phật là trí tuệ thánh nhân mình thấy đi nhiều đó nó sẽ nó phải là do tích góp mà do sự giác ngộ có sự giác ngộ cái trí tệ nó đưa lên cái mức tột đỉnh để để thấy được cái chân lý còn á, cái khoa học là phải ngồi mài mò nghiên cứu từng chút từng chút năm rồi qua lịch sử ngàn năm để kết ra cái chế tạo ra dây tóc bóng đèn mới đầu đâu phải như cái đèn điện mình xài bây giờ bật lên cái sáng bừng đâu mà nó cái dây tóc nó chỉ là đỏ một chút và từ từ năm mười năm trăm năm sau người ta mới phát triển từ từ càng ngày những có những cái vật liệu những cái hình thức bắt đầu người ra bóng đèn giờ trên cái một ra bóng đèn được không nó phải kết tập nhiều năm sẵn xin nhắc quý vị luôn nha theo cái nghiên cứu khoa học đó, thì những cái tình cảm mà mình có đó, ngay cả cái chuyện tình tình cảm mà mẹ con nha vợ chồng người ta cũng nói là chỉ là những cái khoản phản ứng hóa học thôi <laughs> đó là khoa học nói đó mà nếu như quý vị suy nghĩ như vậy thì những cái luân lý đạo đức thì chắc nó cũng không cần thiết ừ.